Tù Quốc Minh Tư, Nguyễn Trường, Đoàn Trọng xin thân ái gửi lời chào đến quý vị và các bạn hữu trong khoa chương trình Cà Phê Sáng. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ tư, 17 phải không anh Trường? Hôm nay là 17 tháng 12 năm 2014 và cũng là 26 tháng 10 âm lịch rồi. Tôi với quý vị chỉ còn có 8 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ có một ngày Giáng sinh. Hy vọng là sẽ không có mưa như là đêm hôm qua tại một số những thành phố tại miền Nam California. Đêm tối ngày hôm qua thứ ba trời đã mưa rất ở nhiều nơi. Và đặc biệt từ chiều hôm qua, thưa quý vị, mặc dù tại quận Cam không có mưa, nhưng những thành phố lân cận như Torrance, như ở Seal Beach v.v. đã có những cơn mưa lớn. Và đặc biệt là tại Torrance đã xảy ra tình trạng lũ quét, tên là lụt một cách bất thình lình, làm cho một số những cơ sở thương mại bị ngập nước và xe cộ bị mắc kẹt trên đường phố. Ngày hôm nay thì nhiệt độ cao trong ngày được cho biết là lên đến khoảng 63-64 độ. Hiện tại đang là 52 độ giờ phút này ở thành phố Westminster. Và trong buổi sáng ngày hôm nay chỉ còn một vài nơi sẽ còn có một vài những cơn mưa lác đác. Và tuy nhiên từ buổi trưa trở đi thì trời sẽ quang đãng, và có thể nói rằng là từ nay cho đến cuối tuần là một tuần lễ khô và tạnh. Kính thưa quý vị, trước những tin tức dồn dập đến trước ngày Giáng sinh, từ những vụ bỏ bom, từ những vụ bắt giữ con tin từ Australia, Sydney cho đến qua đến Afghanistan cũng giống như Pakistan, thế giới đang điêu đứng với một tình trạng chiến tranh hỗn loạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thì sáng nay lại có một cái tin vui đến với tất cả những người dân Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, Cuba, một hòn đảo cách chúng ta ở Miami khoảng 60 dặm ở về phía đông. Hôm nay thì ông Alan Gross, một người đã được một viên chức chính phủ của Hoa Kỳ đã bị giam giữ tại Cuba từ năm 2009. Sáng nay đã được phái đoàn Cuba phóng thích. Và đây là một trong những giai đoạn đầu tiên hàn gắn và sự trao đổi tù nhân giữa hai quốc gia có thể nói đã có một sự thù địch với nhau từ lâu. Cuba là một trong những cái hòn đảo kế cận Hoa Kỳ ngay sát Miami, và trong đó số người di dân đi định cư tại Hoa Kỳ cũng rất là đông. Cuba có những cái hình ảnh và có những quá khứ tương tự như Việt Nam chúng ta, và sáng nay thì cho thấy đây là một trong những dấu hiệu mà Tổng thống Barack Obama cho biết rằng có thể trong tương lai giữa Cuba và Việt và Hoa Kỳ có những cái sự trao đổi từ thương mại, văn hóa, giáo dục, nhưng đặc biệt là họ sẽ trao trả tất cả những tù nhân đã bị hai bên giam giữ. Kính thưa quý vị. Thưa quý vị, ông Alan Gross là một nhà thầu đi qua Cuba 5 năm về trước và bị giam giữ. Và cũng với cái bản tin này thì một nhân viên điệp viên của Hoa Kỳ bị bắt tại Cuba 20 năm qua thì có thể cũng sẽ được thả trong dịp này. Đây là một trong những cái dịp mà chúng ta có thể nghe một bài diễn văn của Tổng thống Obama đọc trong ngày hôm nay về vấn đề điệp viên được thả và vấn đề trao đổi tù binh giữa hai bên, và đồng thời cái vấn đề bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Cuba và Mỹ có thể bước qua một cái bước ngoặt mới bắt đầu từ ngày hôm nay. Quý vị cũng biết là Cuba với lại Miami, Florida cách nhau chỉ có khoảng 60 dặm mà thôi, và cư dân của Cuba, những người tị nạn đó sống ở tại Hoa Kỳ, đặc biệt nhất là tại Florida rất đông. Vì thế họ cũng đang ngóng chờ cái bản tin mới nhất vào sáng ngày hôm nay khi mà Tổng thống Obama đọc về vấn đề trao đổi tù binh giữa hai bên và vấn đề bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Cuba và Hoa Kỳ. Có nhiều người nói rằng là cái vấn đề mà Hoa Kỳ cấm vận Cuba đó đã không mang lại nhiều kết quả như mong muốn. Tuy nhiên họ đang chờ cái bản tin mới nhất để cho thấy là nếu mà bình thường hóa quan hệ ngoại giao thì có thể Hoa Kỳ sẽ có một tổng lãnh sự quán tại đặt tại Cuba. Kính thưa quý vị, trong khi chúng ta có những tin vui đến từ Cuba thì trở lại quê hương của chúng ta ở ngay sông Đà. Chắc anh Nguyễn Trường biết ở ngay cái đập thủy điện sông Đà. Thì đến lúc bây giờ, ngay bây giờ cỡ khoảng chỉ còn 10 phút trước thì đã có một cái thông báo cho biết rằng cái hầm thủy điện đã bị sập và mặt nước chỉ còn cách cái miệng hầm 2 mét mà thôi. Kính thưa quý vị, khu vực hầm có 12 công nhân hiện nay đang gặp nạn và có chiều cao khoảng 3.7 mét. Các công nhân báo ra chỉ còn có 2 mét nữa là nước sẽ dâng ngập cả vào hầm. Kính thưa quý vị, có thể nói hệ thống thủy điện ở Việt Nam là một trong những nhiều cái công trình được sử dụng và được xây dựng. Tuy nhiên vấn đề xây dựng như thế nào và vấn đề hữu hiệu như thế nào lại là một vấn đề. Nhưng bây giờ thì chúng ta thấy có 12 công nhân đang còn nằm ở trong hầm và chưa biết liệu họ có cứu ra được khỏi cái miệng hầm ở ngay cái thủy điện sông Đà không. Cái bản tin cho biết là người dân ở địa phương đang than phiền là cái công việc mà cứu những người nạn nhân bị kẹt ở trong hầm nước đã dâng, thưa quý vị, rất là chậm. Và cho đến giờ phút này thì nhân viên của Lâm Đồng ngay tỉnh này cũng chỉ cho biết là đang cố gắng hết sức để đưa sữa cũng như là xúc xích
và hơi vào trong cái miệng hầm để cho những công nhân này. Và theo như bản tin sáng ngày hôm nay thì chủ tịch của tỉnh Lâm Đồng cho biết rằng là những người này đang cố để mà tranh giành sự sống giữa cái sống và cái chết ở trong cái hầm đã bị sập này. Và họ cho biết rằng là họ nghe được tiếng nói từ bên trong vọng ra là họ vẫn còn khỏe, đói nhưng mà rất là lạnh ở trong cái hầm đã vừa bị sập này. Hiện nay thì cái vấn đề cứu đang là cấp bách lắm thưa với anh Đoàn Trọng. Thưa anh Nguyễn Trường, các chi tiết đang xảy ra thì trong lúc đó thì các công nhân cho biết rằng liên lạc họ cho biết họ đang bị quá lạnh đi, và hiện nay trong thời tiết ở trong khu vực thì quá sức là tệ hại, đã quá lạnh. Lực lượng cứu hộ hôm nay đã tiếp tế được thức ăn được 4 lần. Chủ yếu là nước gừng, sữa, cháo loãng và khí oxy được bơm liên tục vào trong cái khu vực hầm. Đến vào lúc 20 giờ tối hôm qua giờ của Việt Nam thì nước hầm đã dâng cao lên tới 1.2 mét. Và Thứ trưởng Bộ Xây dựng ông Lê Quang Hùng vừa cho biết hiện nay lực lượng cứu hộ đã khoan thủng được một lỗ có đường kính 6 cm, xuyên sâu vào khoảng từ 30 mét từ cửa hầm vào bên chính bên trong. Tuy nhiên quý vị thấy là cái nước ở trong hầm ngày càng dâng cao, và đến bây giờ thì tin tức 10 phút trước cho biết rằng nước đã lên tới 2 mét. Và quý vị chắc biết con người của chúng ta chỉ khoảng, người Việt Nam chúng ta cao lắm là khoảng 1 thước 7, 1 thước 8, là cái vấn đề là rất là nguy hiểm cho 12 người công nhân đang kẹt ở trong hầm. Dự kiến việc rút hút nước ra sẽ bắt đầu thực hiện từ khoảng từ là 22 giờ đến 23 giờ đêm qua tại Hà Nội. Mực nước ở trong khu vực 12 công nhân đến bây giờ thì có thể nói ở trong tình trạng rất là nguy hiểm. Ngay lúc này thì lực lượng cứu hộ ở các mỏ than khoáng sản bắt đầu đào hầm. Phương pháp đào dít dắt có thể hình vuông hoặc chữ nhật tùy theo địa hình. Mục đích của hầm có thể để đưa được 12 nạn nhân ra ngoài. Và kính thưa quý vị, theo như dự kiến thì trong 48 tiếng đồng hồ tới đây, hy vọng là chúng ta sẽ có những tin tốt về 12 công nhân hiện nay đang mắc kẹt ở hầm thật. Vâng, và thưa quý vị, trong mùa Giáng sinh thì tình thương của con người đối với con người cũng bao la vô cùng. Chúng tôi có được những cái tấm hình nhưng mà không biết là có đưa lên trên màn hình truyền hình kịp hay không, là hàng ngàn những bó hoa đã được để tại Martin Place, là một cái quảng trường ở tại bên nước Úc, để tưởng niệm hai người đã bị thiệt mạng trong vụ một cái người gốc Iran đã bắt cóc những người con tin ở trong một quán cà phê, và sau đó đã xảy ra vụ đấu súng với cảnh sát làm cho hai người bị thiệt mạng và người thứ ba đó là hung thủ. Hai người thiệt mạng là Tori Johnson, 33 tuổi và Katrina Dawson, 38 tuổi. Ngoài ra còn có 4 con tin khác bị thương. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì ở tại cái khu vực này, thưa quý vị, ở Martin Place, Sydney, hàng ngàn bó hoa, hàng ngàn người đã tới đây để họ mang hoa tới để tưởng niệm những cái người đã bị thương đó. Và phải nói rằng là tình thương của nhân loại, tình thương trong mùa lễ Giáng sinh cũng được chia sẻ trong cái dịp mà nước Úc vừa xảy ra một cái chấn động về vấn đề bắt giữ con tin trong một quán cà phê, thưa Đoàn Trọng. Kính thưa quý vị, trong lúc những tin tức dồn dập đến từ Cuba đến Việt Nam thì chúng ta lại qua đến Trung Quốc. Chắc quý vị cũng đã biết rằng tình trạng tranh giành quyền lực ở Trung Quốc mỗi ngày mỗi gia tăng, và sự sụp đổ của tập đoàn ông Chu Vĩnh Khang đã đưa đến một cái vấn đề thắng lợi của ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên bên cạnh đó còn những cái điều gì mà giới truyền thông, giới báo chí của Trung Quốc đã luôn luôn đưa ra. Hôm nay thì tất cả những bài báo ở viết trên tờ Nhân Dân báo của Trung Quốc đều cho rằng là thủ đoạn làm giàu của gia tộc Chu Vĩnh Khang. Kính thưa, Chu Vĩnh Khang là một trong những ủy viên Bộ Chính trị, một trong những thành phần cốt lõi lãnh đạo của Trung Quốc. Ông ta là một trong những người có thể nói nắm ngành công an và tay chân bộ hạ của ông rất nhiều. Và sự tranh giành của Chu Vĩnh Khang và Tập Cận Bình đã đi đến hồi chấm dứt. Ông Tập Cận Bình hiện nay thống lĩnh quyền thế. Và hiện nay tất cả các giới báo chí đều đề cập đến vấn đề làm giàu của ông gia tộc Chu Vĩnh Khang. Họ đưa lên những hành động như là ông Chu Vĩnh Khang đã mua rẻ để bán đất lấy kiếm lợi, mua không bán có, tuy nhiên là dành những cái ảnh hưởng quyền lực của mình để chiếm được đất đai, mua quan bán tước, nhân tiền chạy án là những thủ đoạn của người thân Chu Vĩnh Khang đang sử dụng để vu vét tài sản. Chu Vĩnh Khang xây dựng để khuyến chế quyền lực. Thế trận bắt vây Chu Vĩnh Khang đã được ông Tập Cận Bình diễn ra. Nhìn đến Trung Quốc và chúng ta nhìn đến Việt Nam thì những gì cũng sẽ xảy ra tại Việt Nam khi một cái đất nước mà chúng ta nghĩ rằng cái quyền của con người chưa được tôn trọng và đồng thời tất cả những sự công bằng của xã hội đã không có ở nơi đó. Càng ngày những người già giai cấp giàu càng ngày càng có thể nói sử dụng hơn quyền lực và những người nghèo thì anh thấy rằng chúng ta khó có thể nói, đặc biệt trong những mùa Giáng sinh chúng ta hướng về quê hương chúng ta và cầu nguyện cho chúng ta thoát khỏi một cái cảnh điêu đứng, tất cả những người dân nghèo chúng ta có một cái cơ hội sống có thể nói khá hơn. Và bên trước, vâng, cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần 57.7 của Lido Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ quay trở lại xe ngay sau một vài thông tin thương mại bảo trợ buổi sáng hôm nay.